Ecomax xin chào anh chị. Ecomax sẽ giới thiệu tới anh chị sản phẩm nét tủy đơm đến từ thương hiệu Nagakawa với mã sản phẩm NAG0718. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Kèm với sản phẩm sẽ là một chiếc nồi được bọc trong một lớp bìa. Bếp từ đơn sẽ được bọc trong một lớp ni lông cùng với đó là lớp nước bảo vệ xung quanh. Sản phẩm anh chị sẽ được kèm đó là một sách hướng dẫn sử dụng cùng với đó là phiếu bảo hành. Bếp từ đơn của Nagakawa có phần mặt kính là mặt kính ceramic chịu nhiệt chịu lực cùng với đó là nút bấm nút cảm ứng dễ dàng sử dụng. Bên dưới sẽ là phần tản nhiệt quạt tản nhiệt cùng với 4 chân đế để chống trơn trượt. Tại để đặt mua sản phẩm anh chị nhấn vào nút mua trên web Ecomax.vn hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 17 8586. Trân trọng cảm ơn.